Ok, hello. Xin chào anh chị em nha. Trở lại với cái phiên giao dịch của ngày hôm nay. Ngày 29 tháng 5, chúng ta có một cái phiên giao dịch rất là biến động nha anh chị. Chúng ta có một cái phiên giao dịch thật sự rất là biến động nữa anh chị em. Mà quan sát trong phiên thì chúng ta sẽ thấy được cái mức độ khốc liệt của cái phiên ngày hôm nay. Thì trước khi mà đi vào thị trường chung á, thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta coi qua các tin tức ở trên thị trường, các cái thông tin cũng như là các cái chỉ số mà nó là ảnh hưởng đến cái về mặt tâm lý của thị trường nhé. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có là cái thông tin là về lạm phát 5 tháng đầu năm thì vượt mức 4%. Đó thì cái này nó cũng làm dấy lên những cái lo ngại trong ngắn hạn về cái câu chuyện gọi là lãi suất có thể quay trở lại cái chiều tăng. Thì thực ra thì cái câu chuyện mà tăng lãi suất có thể anh chị em nếu mà coi các cái kênh hoặc là các cái chuyên gia lớn thì người ta cũng đã phân tích là cái đáy lãi suất của chúng ta thì nó rất khó để mà nó duy trì ở cái vùng ở cái gọi là cái mức mà thấp giống như năm ngoái nữa đó. Nhưng mà cái vùng thì nó có thể là loanh quanh vùng thấp, tức là sẽ có những giai đoạn nó tăng lên một vài điểm xong sau đó nó hạ lại, tăng lên hạ lại đó, chứ nó không phải là nó cứ nằm neo cứng ở dưới cái vùng thấp một cái thời gian dài giống như cái giai đoạn trước đâu anh chị đó. Đó cho nên là cái về cái vấn đề mà lãi suất á, thì chúng ta coi cái này để chúng ta tham khảo thôi. Nhưng mà về mặt ngắn hạn thì những cái thông tin như thế này thì nó đang gọi là không quá tích cực nha. Nếu mà gọi là lạm phát ở trong tầm kiểm soát á, thì đâu đó thì cái thị trường nó sẽ gọi là được có những cái gọi là tin tức nó tích cực hơn. Còn khi mà lạm phát nó không được kiểm soát á, nó gọi là nó tăng nóng lên á, thì lúc đó thì nhà đầu tư người ta sẽ mang tính chất là lo ngại nhiều hơn. Ok. Hàng hóa về các cái hàng hóa hiện tại đang giao dịch thì cũng không có cái thông tin gì quá nổi bật. Tâm điểm thì vẫn là cái giá vàng thôi. Đây thì ngày hôm nay á, thì ở trên các cái trang mạng xã hội hoặc là trên các cái gọi là group nhóm á, thì anh em bắt đầu là lan ra nói chung là lan ra cái câu chuyện là khả năng cao thì cái tháng 9 này thì Fed họ sẽ không hạ lãi suất đó. Thì thực ra thì cái câu chuyện mà Fed không hạ lãi suất trong tháng 9 hoặc là năm nay nó không hạ thì nó đã gọi là ngấm ngầm ở trên thị trường từ 1 2 tháng này rồi, chứ không phải là tới ngày hôm nay nha đó. Nhưng mà khi mà trong cái ngày hôm nay ấy, thì khi mà thị trường của chúng ta gọi là nó có một cái phiên giảm điểm ấy, thì cái tâm lý của nó được đẩy cao lên thôi. Chứ còn cái việc á, mà sau cái cuộc họp Fed hoặc là các cái chỉ báo CPI á, thì rất là nhiều các cái chuyên gia hoặc là các cái nhà đầu tư thì người ta đã nhận định là cái khả năng cao á, là cái tháng 9 hoặc là có thể là đến hết năm 2024 thì chưa chắc là Fed đã hạ lãi suất. Và đâu đó thì cái kỳ vọng á, nó cũng đã được gọi là có những cái sự tâm chuẩn nhà đầu tư đã có những cái sự chuẩn bị tâm lý nhất định rồi. Cho nên là khi mà ngày hôm nay á, em thấy là tiếng báo chí đưa ra những cái thông tin này ở thị trường chúng ta nó có những cái phản ứng giảm mạnh thì vậy là cái đó cái tin này thì có thể là không đúng nha. Nó chỉ gọi là mang tính chất gọi là đây nè đó. Có thể là không đúng, có thể là thị trường nó giảm mạnh không phải là vì cái tin này, mà cơ bản là thị trường chúng ta trong giai đoạn này là nó đang tiệm cận ở cái vùng đỉnh cũ rồi. Và cái tâm lý nhà đầu tư thì bây giờ là ai có lãi thì cũng đã có lãi rồi, mà ai gọi là lướt thì cũng đã lướt rồi. Cho nên là khi mà càng lên cao thì cái tâm lý chốt lãi càng nhiều đó. Mà chỉ cần À, lúc này mọi người chỉ cần một cái lý do gì đó hợp lý thôi. Ở tuần trước thì chúng ta có những cái tin đồn về tăng lãi suất đúng không? Hôm nay là lại có những cái tin về gọi là Fed có thể là chưa hạ lãi suất trong tháng 9 đó. Ok. Tỷ giá trong nước thì hiện tại thì vẫn đang duy trì ở trên cái vùng đỉnh cũ nha. Chúng ta thấy cái tỷ giá thì hiện tại vẫn là cái vấn đề mà căng thẳng nhất, vẫn là cái biến số mà
lớn nhất của thị trường chúng ta trong giai đoạn này. Đấy, nếu mà cái tỷ giá mà trong cái giai đoạn này của chúng ta thấy có những cái sự gọi là đâu đó là hạ nhiệt á, thì em nghĩ là nó sẽ là một cái tích cực. Còn hiện tại thì anh chị thấy là cái tỷ giá nó đang neo ở trên cái vùng gọi là vùng tương đối cao đó, rồi kèm theo những cái gì đó về 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 cái lạm phát tăng trở lại nè, đó thì nó cũng gọi là gây ra những áp lực nhất định. Thì cái biến số về tỷ giá này thì nó cũng gọi là vẫn nó cũng nằm ở đây tầm cũng rất lâu anh chị, cũng phải cả tháng tháng này đó. Nhưng mà thị trường của chúng ta thì nó vẫn tăng đúng không, nó vẫn tăng. Nhưng mà khi mà đến cái giai đoạn mà thị trường lên đến vùng đỉnh đó, thì tự nhiên mọi người thấy gọi là có cái áp lực tỷ giá, mọi người mới lo lắng nhiều. Chứ còn trước đó thì nếu mà thị trường chúng ta nằm ở cái vùng đáy hoặc là vùng giống như vùng tích lũy đáy đi, thì nhiều khi và thị trường hoặc là thị trường tăng thì có nhiều khi là cũng không ai quan tâm lắm tới cái câu chuyện về tỷ giá tăng này đâu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là tỷ giá nó cứ neo cao ở trên vùng cao, kèm theo là thị trường chứng khoán nó đã có một cái giai đoạn nó tăng ở nước rút rồi, thì bắt đầu là chúng ta thấy là cái áp lực chốt lãi nó lan rộng. Đô la index thì nó vẫn loanh quanh vùng 104, nó vẫn chưa có cái gì gọi là quá mới so với cái ngày hôm qua. Đấy, xu hướng thì vẫn là xu hướng đi ngang quanh vùng 104, 105. Ok rồi, một cái số thống kê của thị trường thì ngày hôm nay thị trường giảm hơn 9 điểm cái phiên ở 1272.64. Các cái nhóm cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đã bán thì áp lực nhất là ở nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Đấy, xong rồi sau đó là nhóm bất động sản nè, nhóm rồi và nhóm dịch vụ tài chính, nhóm chứng khoán, thì đa số là các cái nhóm chính của thị trường là hôm nay gặp áp lực bán là tương đối lớn. Các cái thị trường chứng khoán thế giới thì hiện tại là chứng khoán Mỹ đêm hôm qua kết phiên đêm hôm qua thì kết phiên trong sắc đỏ là các chỉ số future hiện tại là cũng đang đỏ nhẹ. Nikkei 225 thì cũng đang giảm nè, các chỉ số chứng khoán thế giới thì hiện tại cũng đang có những cái sự phản ứng nhất định. Ok, điểm nhấn của chúng ta trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, thì có hai cái vấn đề. Một á, là cái thanh khoản ngày hôm nay chúng ta có một phiên bán gần 1% với cái thanh khoản là ngày hôm nay chúng ta có một cái thanh phiên bán lớn này, kèm với lại một cái thanh khoản cũng cao hơn cái phiên ngày hôm qua. Một cái điểm nhấn mà chúng ta sẽ nói sâu hơn trong cái phần đồ thị nha. Đó, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay lại tiếp tục có một cái phiên bán ròng, chữ bán ròng. Ngày hôm nay bán ròng 1.600 tỷ, phiên ngày hôm qua thì bán ròng 1.400 tỷ. Cái đà bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta chưa thấy là cái sự quay đầu luôn. Càng lúc đó thì cái đà bán liên tục mạnh lên, đà bán liên tục mạnh lên nha. Và chúng ta thấy ở đây là bán là tập trung bán gì, bán CTG, bán Hòa Phát, bán VND nè, HD Bank, SSI nè, VNM nè, Masan, VRE nè, VB Bank nè, bán Vinhome nè, MWG nè. Đó, bán đa số thì bán các cái trụ lớn mà. Đó, và cái đà bán thì vẫn rất dữ dội, cho nên là đây là cái lý do mà tại sao mà cho dù mà anh chị em thấy là cái đà cân của nhà đầu tư nhỏ lẻ, của cái nhà đầu tư trong nước, của nhà đầu tư nội ấy cũng rất là mạnh, nhưng mà cũng vẫn không thể nào mà cân lại được thị trường của chúng ta trong cái giai đoạn này cả. Tại vì cái nó không có cái sự đồng thuận của cái nhà đầu tư của khối ngoại. Chúng ta cứ nói là khối ngoại người ta bây giờ người ta cũng không phải là đóng một cái vai trò lớn ở trên thị trường nữa, nhưng mà anh chị cứ để ý đi, bây giờ khối ngoại cho dù họ không đóng một cái vai trò lớn ở trên thị trường á, thì anh chị thấy là cái việc mà người ta đồng thuận người ta bán như vậy á, thì nó cũng tạo ra những cái áp lực nhất định đó. Ví dụ như chúng ta thấy là cái cung hàng của nhà đầu tư khối ngoại nó thấp á, mà cái cầu của nhà đầu tư nội trong nước mà nó mạnh á, thì lúc đó nó mới gọi là tạo ra cái gọi là lực tăng được. Còn bây giờ chúng ta thấy là nhà đầu tư nội cân vào bao nhiêu là nhà đầu tư ngoại bán ra bấy nhiêu, thì nó tạo ra cái thế gọi là thế rất là cân bằng và rất khó để mà chúng ta gọi là có thể đẩy thị trường đi lên nhanh như là chúng ta kỳ vọng. Và đâu đó thì anh chị thấy là cái dòng tiền
nó thay vì á, là nó không vào trụ nữa mà nó lại lan qua những cổ phiếu mà penny, hôm nay em thấy BCG này đó, như trên bảng đồ nhiệt em thấy những cái cổ phiếu tím như là BCG này đó, rồi NHH này đó, rồi VIP này đó, thì những cái khi mà cái dòng tiền á, nó không được định hướng đi vào trong những cái cổ dòng gọi là dòng leader như là nhóm ngân hàng, hay là những cái cổ phiếu mà dẫn dắt, cổ phiếu vốn hóa lớn, những cổ phiếu mà VN30 dẫn dắt thị trường á, thì bắt đầu là dòng tiền nó lại chuyển qua những cổ phiếu mà vốn hóa nhỏ đó, và khi mà nó đi qua những cổ phiếu vốn hóa nhỏ như thế này thì nó chỉ còn một ít tiền thôi và nó có thể tính được, nhưng mà cái đà tăng thì anh chị sẽ thấy nó không có bền, nó sẽ quay lại nó giống như cái đoạn mà tháng 10 tháng 11 năm ngoái á, tức là chúng ta thấy là tiền thì nó cứ lộn quẩn ở trong những cái nhóm cổ phiếu penny thôi, nhưng mà lúc đó thì thị trường nó sẽ không có đi lên được nha. Đó, mà thị trường nó cứ nếu mà tích cực thì nó cũng chỉ có lình xình thôi. Đó. Còn nếu mà xấu hơn thì nó có thể điều chỉnh sâu hơn, nhưng mà cái việc mà dòng tiền nó đẩy qua những cái nhóm mà như ngày hôm nay này, chúng ta thấy là cái sự mà nhiều cổ phiếu penny mà trong phiên bắt đầu là nó tăng nước rút, giống như kiểu là anh chị thấy cái cảm giác mà sau một cái giai đoạn mà nhiều cái cổ phiếu gọi là bây giờ còn cổ phiếu nào chưa tăng thì nó kéo, nó tăng bứt tốc một vài phiên thì nó bắt đầu nó kéo hết cả loạt lên đó, thì cái kiểu mà kéo như thế này thì thường thì sau đó chúng ta thấy là cái đó là cái hiện tượng của cái thị trường nó ít tiền, ở dòng tiền thì nó không đi vào những cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt, những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để đợi chỉ số, mà lúc đó thì nó gọi là nó lại lên lõ, nó chạy qua những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Thì thông thường thì anh chị thấy rồi, thì khi mà dòng tiền nó không có đẩy vào được những cái cổ phiếu vốn hóa lớn, những cái cổ phiếu mà đóng vai trò dẫn dắt cái thị trường, thì chắc chắn là thị trường giai đoạn đó nó sẽ rất khó đi lên và nó cứ lình xình thôi. Đấy. Rồi. Chúng ta đi qua vào cái phần đồ thị và diễn biến ở trong phiên nha anh chị. Thì ở trên phần đồ thị thì anh chị em có thể thấy nè, thị trường chúng ta thì bây giờ trong cái giai đoạn này á, thì nó liên tục là nó đang gọi là vận động ở trong một cái biên độ hẹp thôi. Ngày hôm qua thì mở gap tăng đúng không, cuối phiên thì kéo ATC ấy tăng FOMO lên đúng không, thì ngày hôm nay thì trong đầu phiên thì đâu đó thì cũng có những cái lực kéo tăng ở chạm lên vùng đỉnh cũ là 1.285 đó, nó tăng nó chạm lên vùng đỉnh cũ là 1.285, mà sau đó là cái áp lực bán nó duy trì suốt trong phiên đó. Đối với Ichi thì hiện tại là nó đang mở ra cái trạng thái khách sạn, nó hút về vùng 1.267 đó, thì trước mắt thì chúng ta sẽ có cái vùng hỗ trợ vùng 1.267 đấy. Tuy nhiên là với cái diễn biến hiện tại thì chị em có thể thấy được là cái lực bán của phiên ngày hôm nay nó bán gọi là tương đối mạnh này. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta anh chị nhìn ở trên công đồ thị daily thì cái phiên này là một cái phiên bán tương đối mạnh này. Thì ngày mai cái vùng 1.267 sẽ là một cái vùng hỗ trợ trên công đồ thị ngày mà chúng ta cần phải quan sát nha. Đó, nếu mà thị trường chúng ta nó bán mình gặp hẳn xuống dưới vùng 1.267 thì lúc đó thì nhiều xác suất ở thị trường chúng ta nó sẽ phải quay lại retest các cái vùng phía dưới. Ở lúc này thì nó có thể là cái vùng sẽ phía dưới là quanh thứ nhất là vùng 1.250, còn sâu hơn thì chúng ta có thể là kỳ vọng về vùng 1.230 đấy. Thì trước mắt cái vùng mà hỗ trợ chúng ta quan sát của cái phiên giao dịch ngày mai là vùng 1.267 nha. Đó, còn cái diễn biến phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị thấy là nó cứ gọi là giằng co trong phiên thôi, nó giật lên giật xuống. Đó, kháng cự ở phía trên là vùng đỉnh cũ, hỗ trợ phía dưới thì cái vùng quanh đây. Đấy. Thì với những cái diễn biến như hiện tại thì chúng ta thấy là bây giờ muốn mà thị trường nó đi lên tiếp á, thì chúng ta phải có những cái nhóm ngành gọi là vốn hóa lớn, hoặc là những cái nhóm cổ phiếu mà VN30 nó quay lại nó đỡ chỉ số, thì đó thị trường chúng ta nó mới đi lên được. Đây. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua chúng ta nhìn coi vào trong cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, coi là cái nhóm ngân hàng hiện tại đang như thế nào nha. Thì hôm nay đó thì ở đây thì anh chị thấy nè, Vietcombank đúng không? Ở Vietcombank thì cái phiên giao dịch ngày hôm qua, lý do một phần lý do thị trường nó tăng mạnh trở lại là chúng ta thấy là Vietcombank hôm qua là có một cái phiên gọi là kéo trong cái ATC
đó, một phần là nó đó, kéo chung ATC ấy thì làm cho thị trường ta là nó hưng phấn trở lại trong phiên. Nó vào ngày hôm nay thì cái con Vietcombank này nó bị đạp ngược trở lại á, thì nó tạo ra những áp lực rất là lớn cho thị trường. Hỗ trợ thì bây giờ cổ phiếu Vietcombank thì chúng ta thấy là nó đang có một cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng là 90.3 đó, hỗ trợ 90.3 thì ngày hôm nay là với cái việc đóng cửa thấp nhất phiên. Với cái việc đóng cửa thấp nhất phiên thì ngày mai anh chị quan sát coi, nếu mà ngày mai Vietcombank nó tiếp tục nó gãy hỗ trợ 90.3 thì có thể là nó sẽ lùi về cái vùng hỗ trợ tuần là 86 đó, 86.29 ấy. Thì nếu mà trong cái kịch bản mà Vietcombank nó còn giảm thêm vài điểm nữa thì về mặt ngắn hạn là nó sẽ tạo ra những áp lực không hề nhỏ với thị trường nha. Đó. Thì cái này là chúng ta phải quan sát trong cái giao dịch ngày mai. Đấy. Tiếp tục nè, BD nè. BD thì khung đồ thị ngày á, thì nó vẫn gọi là hiện tại là nó đã mất đi cái hỗ trợ gọi là Tenkan Kijun cùng ngày nè. Đó thì bây giờ giảm về đây á, thì đâu đó dưới 47 là chúng ta sẽ có hỗ trợ. Hỗ trợ tuần á, thì nó xa nha, hỗ trợ tuần thì còn ở xa tới tút cái vùng dưới là 45.6 lận. Đó thì nó còn tương đối xa. Đấy. Thì để mà về được cái vùng hỗ trợ tuần này á, thì cái vùng này là vùng mà để gọi là mua cho chung dài hạn luôn á. Đó. Còn hiện tại thì nó đang lửng lửng. Đó, hiện tại nó đang lửng lửng, nhưng mà nếu mà kịch bản mà cái cổ phiếu BD này mà nó tiếp tục mà nó lao về dưới cái vùng hỗ trợ tuần đó, thì nó cũng là một cái áp lực cho thị trường đó. Đó, công thương nè. Công thương thì bây giờ công thương nó đã đi đầu rồi, công thương là về gần đến hỗ trợ rồi. Với cái trạng thái hiện tại thì nhiều khả năng là công thương sắp tới anh chị em nếu mà mua đầu tư cho chung dài hạn đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể là đi vào ở cái vùng giá quanh giá khoảng 30 đó, 30 30.8 này, cái vùng này. Đó, tại vì là trước đó anh chị em thấy là khi mà cái cổ phiếu công thương có tăng đứng lên đó, thì ít anh chị quan tâm lắm, nhưng mà bắt đầu là khi mà nó về đến những cái vùng hỗ trợ vùng để đầu tư ở đây nè, thì nhiều khi anh chị chúng ta lại gọi là lại sợ. STB chung là STB thì sau cái phiên giao dịch ngày ngày hôm nay thì áp lực về mặt thanh khoản, chúng ta thấy là thanh khoản của STB bán ra thì không bị bán mạnh nha, không có ép ra thanh khoản lớn nha. Đấy. Thì chỉ có cái đó là cái tích cực nhất thôi. Đó. Bây giờ STB thì nó có một phiên mua nè, hai phiên mua thanh khoản mạnh nè. Đó, phiên này mua thì bán thanh khoản thấp, thì cái này là cái mà chúng ta cũng phải quan sát nha. Có thể là nó đang gọi là trong một cái gọi là giai đoạn gọi là đi sideways tích lũy để mà gom hàng đó, thì nên là thông thường những cái đoạn mà gom là thanh khoản nó rất là kiệt đó, bán là tăng thanh khoản lớn, mua thì thanh khoản bán là thanh khoản nhỏ mà mua vào thanh khoản lớn như thế này là cũng tương đối tích cực đó. Thì ngày mai chúng ta quan sát tiếp đối với cái cổ phiếu STB coi tình hình như nào. ACB đó là cũng là cái dạng mà chúng ta thấy là tăng á, gọi là đánh break lên thì đánh dùng những cây thanh khoản lớn để đánh break lên đó, nhưng mà điều chỉnh lại thì là những cái cây thanh khoản nhỏ vốn thấp này đó, thì là cái mà cũng là tích cực. Anh tích com ít com thì về khung daily thì là xấu đúng không, để mất hỗ trợ, nhưng mà khung tuần thì nó vẫn đang bám ở trên cái đường kênh tuần đi lên này, tích com thì chưa có vấn đề trên khung tuần. MB thì khung tuần là xấu nha, MB là khung ngày thì cũng xấu nè, khung tuần cũng xấu, thì bây giờ nó giảm về đâu đó. Thì trước tiên thì đối với MB thì khung ngày nó sẽ có vùng hỗ trợ quanh cái vùng giá là 21 đó, 20.8 đến 21 là cái đoạn này nè đó, thì nó có thể là nó lao về đây nó sẽ có vùng này hỗ trợ, mà hỗ trợ tuần đó, thì nó sẽ đâu đó với vùng giá 19 đó. Thì cái đoạn trống của đoạn ở đây nè của con MB nó tương đối xa đấy. Hỗ trợ tháng thì nó đang nằm ở đâu đó vùng giá 20.8 này. Đó thì cái này cái hỗ trợ tháng này nó quan trọng nha. Cái vùng mà hỗ trợ ngày bên này là nó đang trùng với cái thằng Tekken tháng này. Đó, thì cái vùng này về mặt ngắn hạn là nó sẽ là một cái vùng gọi là tương đối là quan trọng đối với cổ phiếu MBB. Đó, nếu mà MB nó tiếp tục thuận qua đây nữa thì rất căng nha.
VB đấy, VB thì cổ phiếu này thì đặc biệt là của VB giờ đang này chưa tăng nên là nó cũng không có gì để nói. Giờ VB nó còn chưa tăng, nó vẫn đang lình xình quanh vùng giá 17 18 này thì nó cũng không có vấn đề gì cả anh chị. Bán ngày hôm nay là ba phiên gần đây bán là chúng ta thấy là bán không có thanh khoản rồi. SHB cũng tương tự, SHB là ba phiên bán dội xuống thì thanh khoản thấp, cho còn phiên mua thì thanh khoản lớn, thì cái này nó cũng được anh chị, cũng chưa phải quá xấu đâu. Nếu mà chúng ta nhìn xa hơn ra khung tuần khung tháng thì SHB giai đoạn này nó đã tăng đâu, SHB con VB chưa tăng cho nên là kêu cái câu chuyện gọi là nó kêu nó phân phối hay là nó xấu thì nó còn chưa xấu. Vì cái là nếu mà bây giờ cái dòng tiền tạo lập vào những cổ phiếu này người ta lựa chọn là người ta không đánh cổ phiếu lên mà người ta lại quay qua là người ta gọi là người ta lại quay qua người ta lựa chọn là gọi là dùng những cú gọi là watch out á, nó là nó có thể là đẩy xuống một nhịp watch out kèm thanh khoản thấp thì cái đó em nghĩ là nó sẽ là cái cơ hội trước khi nó vào sóng tăng mới nhé. Ở LB Bank thì vẫn đang 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 lead, ở TP Bank thì giai đoạn này cũng đang bị bán thanh khoản thấp nè, VIB nè, ok, HD, HD là ngày hôm nay là có áp lực chốt lời nha. HD là áp có áp lực chốt lời một cái cây thanh khoản lớn nha. OCB đó, OCB thì có một cái phiên gọi là bị bán ngược trở lại, nhưng mà đối với OCB thì bán ngược trở lại thì lại về hỗ trợ. Đối với con OCB này thì anh chị nếu quan tâm thì có thể là chờ nó vượt qua vùng giá 15 chúng ta vào tham gia. Con này thì mình cũng đang quan sát. MSB cũng tương tự. Đang chờ vượt cản. Nhưng mà nhóm cổ phiếu ngân hàng này thì bây giờ nó chỉ một số cổ phiếu mà tăng nhiều rồi thì nó sẽ không có điểm mua và nó đang tương đối phân hóa. Còn một số cái cổ phiếu ngân hàng khác thì nó gọi là nó chưa tăng và cái trạng thái tích lũy của nó em thấy là cũng tương đối là đẹp thì anh chị có thể là quan tâm. Ví dụ như VB Bank nè, SHB nè, ở TP Bank nè, ở VB Bank nè, đó là những cổ phiếu mà chúng ta quan tâm. Nếu mà nó có về những vùng hỗ trợ hoặc là khi mà bán cái thanh khoản bán ra thanh khoản thấp đó thì nó sẽ là những cái vùng gọi là đầu tư cho trung dài hạn tương đối là hấp dẫn nha. Đó. Còn hiển nhiên thì trong một cái phiên mà thị trường nó bán dội, bán từ trên nó dội xuống thì rất là khó mà kiếm được cái cổ phiếu khỏe, tại vì chả cái cổ phiếu nào mà nó khỏe được trong những cái phiên giao dịch như cái phiên ngày hôm nay cả. Hoặc là ví dụ như là những cái phiên mà gọi là tâm lý chốt lời những tràn lan ở thị trường thì rất khó để mà chúng ta tìm được một cái cổ phiếu khỏe hơn. Đấy. Nhưng mà chúng ta chỉ có quan sát là ví dụ như trong cái nhóm ngành đó, cái nhóm cổ phiếu nào mà nó bị bán nhưng mà nó bán với cái thanh khoản không quá lớn, không quá vượt trội hoặc là nó bán ra thanh khoản thấp thì lúc đó thì khả năng cao là cái cung hàng nó không còn quá nhiều đâu mà nó sẽ bị dập xuống, mà chúng ta thấy là không có thanh khoản ó ra đó thì đó là những tín hiệu tốt cạn cung rồi, thì chỉ cần một cái kích một cái lực cầu vào nó nhỏ thôi là đẩy lên. Còn những cái cổ phiếu mà ví dụ như là anh chị thấy là lý do tại sao BVD giai đoạn rồi nó tăng không được mạnh đó, tại vì đây này nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta đu ám bởi câu chuyện lô B nó rất là nhiều, đu bám ở trên này rồi bản thân cổ phiếu này nó đã tăng được một là hai là ba nền rồi ấy, thì càng đi lên thì cái lượng nhà đầu tư đu bám nó càng cao, nó khi đu bám càng cao thì càng khó tăng, thì nó đơn giản là như vậy thôi. Rồi hôm nay thì cuối phiên cũng có một số cổ phiếu đầu tư công nó cũng có cái sự gọi là bứt phá trở lại, nhưng mà cái áp lực của thị trường như thế này đang tương đối mạnh là cổ phiếu nó cũng không có chạy được. Thép thì Hòa Phát gọi là cổ phiếu họ đang lít sóng. Nam Kim Hoa Sen thì chưa có dấu hiệu gì. Dòng dầu khí BVS đây, BSR bắt đầu cũng áp lực chốt lời. BVT bất động sản Kinh Bắc thì chơi đoạn này là hồi lên chạm đến kháng cự rồi đó, thì ngày hôm nay thì mình thấy là trong cái buổi sáng đầu phiên á, mình thấy là có những cái điểm mua tương đối đẹp ở cái viên sáng thì nó vượt lên cái vùng là khi mà nó đang gọi là mâm men nó vượt lên cái đoạn gọi là kháng cự ở trên này này, nhưng mà đến kết phiên thì nó lại bị bán dội ngược trở lại.
Thì đối với cái cổ phiếu Kinh Bắc này thì nếu mà chúng ta xét về mặt chu kỳ hạn thì nó chưa tăng. Nếu mà nó có quay trở lại đâu đó đoạn 30.8 31 thì nó sẽ có những cái điểm đầu tư. Mình vẫn thấy là cổ phiếu này là đầu đầu tư thôi anh chị, chứ không phải là cổ phiếu là để đánh sóng nha, tại vì nó chưa vào đại sóng tăng đâu. VGC đó, VGC hôm qua break này, đầu phiên thấy mạnh, cuối phiên về lại hỗ trợ này, SSC này, Long Hậu đó, đa số là các cổ phiếu bị bán dập ngược trở lại, nhưng mà không không đến mức là quá xấu anh chị. Nếu mà nó bán lại thì nó vẫn về hỗ trợ thôi. Nam Long này, KDAH này, Nova này xấu. Nhóm nói chung là nhóm bất động sản cư dân, nhóm bất động sản thương mại như đoạn này gần như người ta thấy không có dòng tiền vào, và các cổ phiếu như là đất xanh để sale đích đồ thì nó đa số là nó đang nằm ở dưới những vùng rất thấp. Vùng này thì nói thẳng ra vùng này vẫn chỉ là cái vùng để gọi là đầu tư cho anh em mà gọi là có khả năng gọi là cầm và nắm giữ được cổ phiếu thôi, tại vì thứ nhất là nó thấp đó, giống như cái giai đoạn mà HDG này có gần đây thì nó tăng sốc lên thì anh chị quan tâm, thì chứ còn giai đoạn trước nó khi nó lên sình tích lũy thì gần như chúng ta đâu có quan tâm mấy đâu, đúng không? Đấy. SCR nè, hôm nay thì được cái là các cái nhóm cổ phiếu mà bất động sản nhỏ đó thì nó lại tăng bốc. SCR, EVG, VCG, NRC này. Đó, thì nó lại tăng bốc. Và những cái mà cổ phiếu mà lớn lớn như là Khang Điền đi, đó, thì ngày hôm nay thì lại kết phiên lực lượng quay về hỗ trợ, thì lại hỗ trợ này vẫn là hỗ trợ tuần để mua thôi. BDR đó thì là hơi yếu này. Ok, thì cái này là cái cập nhật nhanh của mình về thị trường những phiên giao dịch ngày hôm nay. Nói chung là thị trường hôm nay thì về mặt nhận định chung thì chúng ta thấy là thị trường có một cái phiên tiêu cực nha anh chị. Cái mà em hay nói ngày hôm clip ngày hôm qua hôm kia đó, tức là nếu mà thị trường chúng ta mà bị bán á, mà bán cái thanh khoản thấp á, thì đó là điều tích cực nha. Đó, còn chúng ta cần là vượt đỉnh cái thanh khoản lớn, tức là dòng tiền nó đồng thuận. Đó thì cái đó là sẽ là cái gọi là chất xúc tác để cho thị trường nó tiếp tục đi lên. Còn nếu mà chúng ta thấy hoặc là ít nhất là phải có những cái sự trở lại của những cái nhóm cổ phiếu mà mang dấu ấn như là nhóm ngân hàng ấy. Còn nếu mà ở thị trường chúng ta mà nó tăng lên vùng đỉnh cũ, sau đó nó áp lực bán xối ra, mà sau đó chúng ta thấy là hồi nè, hồi lên thanh khoản thấp nè, bán ra thanh khoản lớn nè, đó thì là những cái rất là xấu. Nếu mà trường hợp ngày mai nha mà gãy mất cái hỗ trợ 267 đi xuống kèm thanh khoản lớn đó, thì đó nó lại còn là cái áp lực bán nó sẽ còn tiếp tục nha, tại vì là cái cung hàng, anh chị tưởng tượng là cái cung hàng ở phía trên nó vẫn còn nhiều mà, đó thì lúc đó nó sẽ còn ép thị trường nó đi xuống dưới nữa. Đó mà nó phải về đến một cái đoạn nào đó mà chúng ta thấy giống như cái giai đoạn này nè, nó kỳ cung mà chúng ta thấy là thị trường bán xuống đúng không, ép ra những phiên thanh khoản lớn nè, ép ra những phiên thanh khoản lớn nè, nhưng mà đến gần cái giai đoạn cuối là ép ra thanh khoản nhỏ nè, bán ra rồi rồi tăng lại. Chúng ta thấy là nguyên một cái đoạn này là thanh khoản gọi là lưỡng lự đó, hoặc là trước nữa đây nè, giống như những cái giai đoạn này của thị trường nữa đúng không. Đó. Đó, lúc mới gãy thanh khoản lớn nữa đúng không, xong rồi sau đó là nó phải siết sanh thanh khoản dần nè. Đó, hoặc là những lúc mà thị trường đi sideways á, thì lúc mà nó tăng lên biên trên là nó thanh khoản lớn này, đó giảm dần thanh khoản nhỏ này, xong rồi tăng lên biên trên thanh khoản lớn, giảm dần thanh khoản nhỏ này. Đó, và những cái đoạn mà nó kỳ cung như thế này nó mới là cái đoạn mà chúng ta mong chờ. Thì bây giờ cá nhân em thì cũng đang chờ gọi là cái giai đoạn sắp tới chúng ta phải có một cái giai đoạn mà nó kiệt xuống, đó thanh khoản nó gọi là trở về cái mức rất là thấp, đó giảm mà kèm thanh khoản thấp, thì đó là những cái mà chúng ta kỳ vọng. Và lúc đó thì là thị trường nó sẽ có nhiều cái điểm mua gọi là an toàn hấp dẫn hơn. Hiện tại thị trường rất khó đoán định nha anh chị. Đó, còn còn tùy chiến lược, ví dụ như em nghĩ là sẽ có giai đoạn này sẽ có những anh chị em active đánh theo nhóm Penny, đánh theo nhóm đầu cơ, ok thì em nghĩ đó không phải là vấn đề gì cả. Thì em nghĩ là cái đó là sự lựa chọn thôi. Ví dụ như anh chị em mà đang nắm cổ phiếu ví dụ như là cơ bản, ví dụ như cổ phiếu ngân hàng hàng dài hạn nó không tăng thì em nghĩ nó không vấn đề gì, tại vì cổ phiếu không tăng không phải là cổ phiếu chưa tăng, đúng không? Quan trọng là trong một cái xu hướng tăng thì chúng ta cho cổ phiếu nó khoảng thời gian.
Còn anh chị em mà nắm cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta có loại thì chúng ta bán. Còn khi mà cổ phiếu nó gãy thì chúng ta thắt ra đó, chứ còn thực ra thì cái câu chuyện ở trên thị trường sân si hoặc là đúng đúng sai sai thì nó cũng không có giải quyết quá nhiều cái vấn đề đâu. Quan trọng là anh chị em biết là mình là cái người như thế nào, ví dụ như là cá nhân em đi, em là người mua để nắm cổ phiếu đó, cho nên là em chỉ canh những cổ phiếu mà em quan tâm ở những vùng giá thấp thôi, và em chấp nhận là cổ phiếu nó có thể là nó đi ngang, nó có thể tích lũy, ok, tại vì mình đã xác định là mình đi mua găm nắm để mình đầu tư đó. Còn còn đối với những anh chị em khác đó, thì em nghĩ là nó sẽ có những cái view khác ở trên thị trường, thì chúng ta sẽ tùy để mà chúng ta hành động cho nó phù hợp nha. Không có cái phương pháp nào giống nhau, mà cũng không có cái view nào là nó hoàn hảo cả đó. Thì rất là mong được đồng hành cùng anh chị em trong nhà đầu tư trong giai đoạn này nha. Ok, chúc anh chị em một cái buổi chiều vui, bye bye anh chị.